Lên rồi anh. Facebook lên rồi đúng không? Lên rồi đúng không? Lên rồi nha. Lên rồi đúng không? Dạ. Dạ, xin kính chào toàn thể quý bà con. Thì ngày hôm nay đến Đại Lên vào đúng khung giờ 10:30 của thứ bảy hoặc là chủ nhật hàng tuần, thì Âu Nhiệt Mỹ lại tiếp cao tục trở lại với bà con qua chương trình livestream tư vấn trực tuyến là bà con hỏi AEC trả lời. Thì trong tuần vừa qua, Âu Mỹ AEC cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi, và sau quá trình tổng hợp chương trình thì Âu Mỹ AEC đã quyết định là chọn phần đông những câu hỏi mà bà con hỏi đến, và nhắn chủ cho anh đề của gì, ngày nhắn hôm cho nay anh đó chính là gì, nhắn ra chủ luôn đề anh là chúng gì ta sẽ cho thông minh. tìm hiểu, phòng ngừa cũng như xử lý ốc đinh trong ao nuôi. Thì cũng như bà con mọi người chúng ta cũng đã biết, ốc đinh thì có những tác hại nhất định đối với ao nuôi của mình. Đầu tiên thì ốc đinh sẽ tranh giành cái nguồn thức ăn, kế đến là tranh giành môi trường sống, cũng như là tranh giành lượng khoáng cho tôm cũng như cua trong ao nuôi, thì làm cho ao nuôi chúng ta bị thất thu và dẫn đến Lên rồi bà con nuôi bị mất mùa. Thì đến với chủ đề phòng ngừa và điều trị ốc đinh ngày hôm nay, ok thì Âu Mỹ có mời đến các chuyên gia. Thì ở phía đại diện công ty và phòng nghiên cứu sản xuất thì Âu Mỹ AEC có mời đến thạc sĩ Lê Trung Thực, là một chuyên gia về môi sinh với hơn 10 năm tâm huyết trong nghề. Còn ở các tỉnh kế đến là giám đốc điều hành của công ty là ông tiến sĩ Lê Thành Thiết. Bên cạnh đó thì cũng có những chuyên gia của chúng ta là ở các vùng. Thì những người thực hiện chủ đề chính của hôm nay thì em xin mời anh Trường, anh Trường ở khu vực Cà Mau sẽ là người sẽ cùng bà con chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về phòng ngừa và điều trị ốc đinh. Bên cạnh đó sẽ có anh Sơn ở khu vực Tiền Giang, anh Trần Minh Cảnh là chuyên gia đến từ khu vực Trà Vinh, anh Trần Thanh Hoàng là chuyên gia đến từ khu vực Bến Tre, anh Lý Hớn chuyên gia đến từ khu vực Sóc Trăng, cũng như là cùng toàn thể tập thể các kỹ sư của Âu Mỹ AEC cũng có góp mặt ở chương trình ngày hôm nay để đưa cho bà con những cái chia sẻ thật là thiết thực nhất trong quá trình nuôi. Thì để không làm mất thời gian của bà con thì em mời anh Trường sẽ có đôi lời giới thiệu về anh cũng như là quá trình tác nghiệp của mình ạ. Em xin mời anh Trường. Xin kính chào toàn thể anh em Âu Mỹ AC và kính chào toàn thể bà con đang theo dõi cái kênh livestream là Facebook và cái kênh YouTube của công ty Âu Mỹ AC. Thì tôi là Trần Quốc Trường, phụ trách kinh doanh và kỹ thuật của công ty Âu Mỹ AC ở địa bàn tỉnh Cà Mau. Thì sau cái thời gian mà trên 10 năm tôi cũng theo đuổi cái con ốc đinh và con hai mảnh giỏ, là từ cái vuông quảng canh cho đến cái vuông ao đất và lên đến cao hơn là cái ao bạc. Thì cái cũng xin giới thiệu sơ lược về cái bà con về cái tác hại của cái con ốc đinh và cái con hai mảnh giỏ, do tại sao mà mình nên diệt nó khi mà nó xuất hiện trong cái vùng tôm của chúng Tụi ta. tôi hiện mà Thì bà tắt đi tải ta biết lại á, thì hai cái con này á thì nó sẽ cạnh tranh về cái thức ăn và cái chỗ ở đối với con tôm nuôi của mình. Về thức ăn là á sao? thì về cái nó là cái loại nó sẽ lấy cái bảo Lại không thấy cái camera của ai hết hả? vuông ở trong nước á, nó là cái chuỗi thức ăn ban đầu của con tôm nuôi của chúng ta. Thì Nhưng mà bây giờ thấy trong không? Bây giờ thấy cái ai nhiều ao mà không? nuôi Thấy hết không? nuôi bạc và cái nuôi nuôi công nghiệp á, là cái vùng như Cà Mau kêu nuôi là ao đất là nuôi công nghiệp á, thì Bên bên cái chỗ thức ăn YouTube tự nhiên tôi mà hiện hết mà. khi mình nuôi nó thì mình không cần sử dụng cái đó. Thì Còn cái bạn tác hại của nó là nó làm cái nước mình nó bị trong, nó bị mắc bảo, khi mà cái nước trong mình sẽ biến chắc động số mạng rất là quá. lớn, là những cái ao đất á thì nó sẽ làm cho cái tảo đáy á có điều kiện nó phát triển, khi mà nó phát triển lên á thì cái môi trường nó rất là xấu. Cái đó là cái tác hại thứ nhất của cái con ốc đinh và con hai mảnh giỏ. Còn cái tác hại thứ hai á là nó cạnh tranh về cái, nó cũng là một loài động vật sống nên nó cũng có quá trình trao đổi chất, là nó sẽ lấy oxy trong nước
khi mà mình nuôi cái tôm mà cái mật độ dày á thì cái nhu cầu oxy nó rất là quan trọng. Khi mà nó là cái lòi cạnh tranh với oxy á, thì mình sẽ bị giảm cái oxy trong nước, thì cái đối tượng nuôi chính của mình là tôm nó sẽ bị cạnh tranh, nó sẽ yếu đi. Cái đó là cái tác hại thứ hai. Còn cái tác hại thứ ba là cái tác hại này là cái tác hại rất là lớn, là cái á, là nó là cái lòi nó được cấu tạo bằng cái vỏ nó là canxi, thì cái canxi á, là nó lấy trực tiếp từ nước. Thì trong khi đó con tôm mình nuôi á, cũng là cái vỏ nó cũng được cấu tạo chính bằng canxi, thì nó cũng là lấy cái khoáng chất trong nước cạnh tranh với con tôm, thì con tôm mình nó sẽ dễ bị cái tình trạng là bị mòn, cái vỏ nó sẽ bị mềm, khoáng sẽ bị thấp, cái kềm trong nước đó, nó sẽ bị giảm liên tục. Thì sẽ mình phải tốn cái thêm cái chi phí mà để nâng cái kềm trong cái ao nuôi. Đó là tác dụng thứ ba, cái tác hại thứ ba của con hai mảnh vỏ của đinh. Còn cái tác hại thứ tư đó là nó là cái vật chủ mà trung gian truyền bệnh cho cái con tôm nuôi của mình, là cái bệnh hiện giờ là phổ biến là những cái con đó đó, nó mang cái mầm là cái ký sinh trùng rất là nhiều. Và cái bệnh nữa là cái bệnh HP, là bệnh gây chậm lớn trên con tôm. Đó là tôi cũng xin giới thiệu sơ lược cho bà con là bốn cái tác hại chính của con ốc đinh với con hai mảnh vỏ đối với cái tôm nuôi của chúng ta. Thì cũng lý do tại sao mà nên diệt đó, thì bà con cũng biết được cái tác hại của nó, thì mình sẽ biết lý do tại sao mình sẽ diệt đó. Thì xin dừng lại lời giáo viên, tôi cũng nói sơ lược về cái tác hại của ốc đinh. Bác Mít gì ơi. À, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trường cũng như là phần giới thiệu cho bà con biết thêm về những cái tác hại trực tiếp của ốc đinh đến ao nuôi. Thì thưa anh Trường, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, đó là công ty đã nhận được là trước khi thả tôm thì nên dùng biện pháp gì để phòng ngừa cũng như là loại bỏ ốc đinh trong ao nuôi. Dạ em mời anh ạ. Dạ. Để mà phòng ngừa cái ốc đinh và cái hai mảnh vỏ mà khi mà trước khi mà mình thả tôm, thì bà con xin lưu ý bà con những cái lưu ý như thế này. Thì cái quá trình nuôi tôm á là không nên gấp rút á, mình phải có cái thời gian chuẩn bị. Quan trọng nhất là cái khâu chuẩn bị ao, cái khâu đó cực kỳ quan trọng. Nếu mà mình làm tốt cái khâu chuẩn bị á, thì cái những cái mà không mong muốn mà khi nó xảy ra trong cái ao tôm của mình á là rất là khó xảy ra, đặc biệt là con hai mảnh vỏ với con ốc đinh. Thì tôi cũng xin chia sẻ sơ lược về cái khâu cải tạo ao. Thì nếu mà bà con nuôi tôm nhiều vụ á, thì cũng nắm được cái quy trình cải tạo ao, thì tôi cũng xin tóm lược qua đây, thì cũng để một số bà con là mới bắt đầu nuôi á thì cũng biết. Thì cái nước của mình á, trước khi mình bơm qua cái khoan tới cái, tôi xin chia sẻ lại là cái khâu ban đầu là nên mình sên vét cho nó cẩn thận cái ao của mình. Nếu mà những cái ao mới á thì không cần sên vét, nhưng những cái ao đã nuôi được nhiều vụ á thì mình nên sên vét để chảy cào, mình có thể là mình kéo sình hoặc là mình xịt cho nó mọi ngóc ngách của cái những cái lỗ nó trong ao á, để cho nó những con nó trôi ra thì máy nó sẽ hút được ra ngoài. Thì cái đó là cái phương pháp thủ công. Thì nếu mà mình làm càng kỹ á thì cái khả năng đó nó sẽ bị cái con ốc và con hai mảnh vỏ nó rất là thấp. Thì đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai á là sau khi là mình đã sên vét kỹ á thì mình nên bón lót vôi. Cái vôi là mình nên xử lý bằng cải tạo ban đầu á, mình nên sử dụng cái vôi là cái vôi nóng là CaO, là mình xài cái liều khoảng 300 kg trong 1000 m². Thì cái tác dụng của vôi á, thứ nhất á là nó sẽ diệt được khuẩn trong cái đáy ao của mình, là cái tác dụng thứ nhất. Cái tác dụng thứ hai á, khi mình nâng lên cái pH á, cái liều đó mình nâng lên cái pH vôi nó lên khoảng cỡ 12 chấm, thì những cái con hai mảnh vỏ nó sẽ bị chết. Đó là cái tác dụng thứ hai của vôi. Rồi xong á, mình cải tạo xong cái khâu là cải tạo ao, rồi tới cái khâu là mình lấy nước vào. Là bà con nên lấy nước vào á là nên lấy từ cái ao lắng, mà cái ao lắng đó đó là cái nước của mình á,
là được xử lý từ trước là ít nhất phải từ 10 ngày cho đến nửa tháng thì mình hãy lấy vô cái ao nuôi của mình. Tại vì khi mà cái ao lắng á, mình lấy vô từ khoảng thời gian đó đó, thì thường là cái trứng của những cái con đó đó nó theo nước nó vào trong cái ao lắng của mình, thì mình để thời gian tầm 10 cho đến 15 ngày thì cái trứng nó đã nở ra thành con này. Lúc đó cái ấu trùng nó đã lớn rồi. Khi đó mình bơm qua cái túi lọc á thì cái khả năng mà nó dính lại cái túi lọc rất là cao. Thì lúc đó đó mình bơm vào trong cái ao nuôi của mình á là gần như là để là không có cái trứng hoặc là cái con ốc hoặc con hai mảnh vỏ. Đó là cái khâu lấy nước vào. Thì cũng xin chia sẻ tiếp bà con á, nếu mà mình đã sử dụng tất cả cái những cái biện pháp mà ban đầu như tôi đã chia sẻ mà cũng không ai mà cũng đã nó có trong cái ao nuôi, thì cái cách sử dụng để diệt đó là tốt nhất á, là khi bà con lấy nước vào rồi á, là nên thường xuyên kiểm tra cái ao nuôi của mình, có thể một ngày hai ba lần, để nếu mà nó có lọt vào trong cao á thì mình nên xử lý trước khi tháo tôm. Thì mình sử dụng cái sản phẩm là Sinel của công ty Âu Mỹ AC, là cái liều của nó đó là khoảng một gói là mình xài cho khoảng 500 cái nước, là mình đánh trước khi tháo tôm là mình có thể mình diệt được. Rồi nếu mà khi mà mình không có thời gian mình kiểm tra cái đó là mình đã tháo tôm rồi mà mình có phát hiện gặp cái con hai mảnh giỏi và con ốc đinh đó đó, thì mình sử dụng luôn cái sản phẩm Sinel cũng vẫn được. Sản phẩm Sinel này là nó an toàn cho tôm, không có ảnh hưởng sức khỏe cho tôm. Thì nếu mà bà con á là làm triệt để những cái tôi chia sẻ hồi từ cái khâu cải tạo cho đến khâu lấy nước thì cái khả năng nó xuất hiện rất là thấp. Còn nếu mà không may nó bị xuất hiện thì bà con sử dụng nước trong ao luôn. Thì khoảng 10 năm nay rồi tôi cũng đã hướng dẫn được các bạn. Ủa Mai Khoa thấy Facebook sao rồi? Xử lý triệt để cái vấn đề là ốc đinh và cái hai mảnh vỏ trong cái ao nuôi. Thì cũng xin chia sẻ với bà con. Nếu mà bà con mà chưa có biết á thì chưa có gõ chưa tự tin á về sản phẩm á thì khu vực Cà Mau á thì bà con cứ liên hệ trực tiếp về số điện thoại của tôi là 0939 84 86 82. Là bà con có thắc mắc á thì bà con cứ liên hệ về số điện thoại của Trần thì Trần sẽ hỗ trợ cho bà con cái cách sử dụng cụ thể. Thì xin chia sẻ với quý bà con. Thì sau cái chương trình đó thì công ty sẽ nhắn những cái số điện thoại của những anh em ở những ở các tỉnh đó, bà con nếu mà ghi không kịp á thì coi lại trên trang web của công ty cũng có, trên cái địa chỉ của công ty cũng có thông tin số điện thoại của công ty và số điện thoại của các anh em các dùng, thì cũng xin chia sẻ với bà con những cái mà kinh nghiệm mà tôi đã hơn 10 năm nay tôi đã làm. Thì xin dừng lại là chỗ Duy. Em mở mic lên kìa. Lên đi. Không gì, có thể đã bị lỗi gì đó, anh em thực hiện tiếp chương trình đi. Có câu hỏi gì đó cho trợ lý hỗ trợ vô chương trình đi. Dạ em xin cảm ơn anh Trường đã có những cái câu trả lời rất là tốt và rất là hay để cho góp ý cho bà con nông dân. Thì cái câu hỏi thứ hai á, mà chương trình đã nhận được á, là trong quá trình nuôi phát hiện ao nuôi có xuất hiện ốc vòm xanh hến hậu chỉ thì chúng ta có nên diệt hay không và cái cách diệt của nó như thế nào? Dạ em xin mời anh Trường ạ. Thì trong cái quá trình nuôi á, mà khi mà mình gặp cái tình trạng như là ốc đinh, chim chép, hậu chỉ thì tôi cũng xin chia sẻ với bà con cái cách diệt như thế này. Thì ở Cà Mau á là tôi xin chia ra làm hai cái loại như thế này. Thường á là những cái ao bạc á là cái con ốc đinh á ít xuất hiện lắm. Tại vì trong cái ao bạc á là khi mà mình mở quạt á, mình chạy siêu phong á là con ốc đinh nó bị trôi, nó sẽ bị hút ra. Mà đặc biệt á là trong cái ao bạc á là nó xuất hiện nhiều là cái con hai mảnh vỏ, cái con một số dùng của bạn quẹm
thì con sò điệp rồi đó, những cái con đó đó là ở trong màu bạc nó xuất hiện nhiều, là tại vì cái con đó nó có cái giác bám, nó có cái dạng như gần như là cái chân gì nó gắn vô trong bạc được, thì cái bạc của mình quạt á nó không có trôi. Thường á là giai đoạn tôm khoảng cỡ 5-10 ngày tuổi, còn những cái ao mà đợi tôm giống á lâu á là nó sẽ gặp cái tình trạng đó. Thì cũng đặc biệt ở Cà Mau nè, cái mùa này từ khoảng hồi đầu tháng 6 dương lịch cho đến thời điểm này á, thì cũng có nhiều bà con mà điện đến cái số điện thoại của tôi là nhờ cái sử dụng việc cái con hai mảnh vỏ trong cái ao bạc. Thì cũng xin chia sẻ với bà con á là cái thời điểm mà cái con hai mảnh vỏ trong ao bạc á, thì vào buổi sáng là được rồi, tầm khoảng cỡ 8 giờ sáng là mình diệt được rồi. Cái con đó nó rất là dễ diệt. Thì bà con sử dụng cái sản phẩm là Snell, cái liều lượng á là một gói bà con sử dụng khoảng khi có tôm á thì mình xài khoảng 800 khối nước. Nếu mà bà con mà cái ao mình nước nó hơi nhiều thì mình dịch xuống bớt. Thì cái cách tiến hành như thế này, thì cái tuổi tôm á diệt là theo mà tôi hướng dẫn nhiều ao á, là tôi thấy nó phù hợp nhất là thời điểm là tôm tầm 10 ngày tuổi trở đi. Thì lúc đó là tôm nó cũng chưa có ăn cái thức ăn, chưa có ăn được cái hai mảnh vỏ đó nhiều. Thì khi mình diệt á thì nó sẽ tốt hơn, tại vì mình khi mình sử dụng cái sản phẩm Snell á thì con hai mảnh vỏ nó khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì cái con nó đã chết rồi. Thì cái khi mà nó chết nó hả miệng ra đó, thì cái con tôm mình nó sẽ xu hướng nó sẽ ăn những cái con đó. Thì những cái con đó bà con mới biết, thì tôi cũng đã chia sẻ cái tác hại của nó, thì nó sẽ thường là sẽ bị ảnh hưởng đến đường ruột. Nhưng mà tôm mà giai đoạn tháng 10 ngày tuổi á thì nó ăn cái đó không có được nhiều, tại do nó còn nhỏ, thì cái khả năng nó bị nhiễm ăn cái ruột của con hai mảnh vỏ đó rất là thấp. Thì sau khi mà mình tiến hành mình xử lý đó, thì bà con nên mở quạt nhanh, mở hết cái hệ thống quạt có trong ao mình, và tăng cường oxy chạy ở cái mức độ là kêu bằng hết lốc okay, để cho nó tăng cường oxy. Với cái thứ hai á là mình nên tiến hành mình xuống mình siêu phong rái, siêu phong ao. Thì cái cách tốt nhất là mình có thể là kiếm hơn 1-2 người để xuống cùng con hai mảnh vỏ nó đã chết á, thì cái chân của nó bám vào cái bạc của mình á, nó rất là lỏng lẻo, nó sẽ bị đứt ra. Là tiến hành cả luôn cái chân đó đó, là quạt mình mở cái tốc độ cao nó sẽ hút vào cái gút, là lúc đó mình sẽ đưa cái hai mảnh vỏ đó ra ngoài khỏi ao luôn, là càng nhanh càng tốt, để sợ cái tình trạng là con tôm mình nó ăn nó sẽ ảnh hưởng đến đường ruột. Thì cái cách diệt trong cái ao bạc là con hai mảnh vỏ là như vậy. Thì cũng có trên dưới cũng rất là nhiều bà con là cái tình trạng như vậy, là cũng nhiều người điện đến tôi hỗ trợ. Tôi đã hỗ trợ rất thành công cái những cái ao mà nó bị dính phải cái đó. Thì còn cái vấn đề mà ao đất á, ao đất mà nó nhiễm con thường á là nó cũng có con hai mảnh vỏ và con ốc đinh. Thì khi mà nó nhiễm cái con ốc đinh con cái ao đất thì cái ao đất á là mình không có siêu phong được cái ao bạc, thì cũng sử dụng cái sản phẩm Snell. Thì cái thời gian mà cái tuổi tôm mà tốt nhất á là cũng khoảng tầm 10 ngày như bên ao bạc. Thì mình sử dụng cái gói Snell này á là nếu mà nhiễm ốc á mình xài một gói khoảng tầm 500 cho đến 600 khối nước. Thì mình đánh vào cái lúc mà cái nước thủy triều nó lên á, con ốc là những cái đó. Cái vấn đề mà sau khi ăn ao đất mà khi mà mình tạt cái thuốc xuống á thì nó sẽ vào cơ thể con ốc nó rất là cao, con ốc nó chết rất là tốt. Thì cái sản phẩm Snell này á là nó đặc biệt nha bà con, không ảnh hưởng đến tôm nuôi của mình nha. Cái đó là tôi đã chỉ rất nhiều bà con sử dụng trên thị trường á, cũng rất là nhiều công ty là sử dụng diệt được ốc nhưng mà ảnh hưởng đến tôm. Thì một số người đã đánh thì mấy ngày sau thì tôm mới có vấn đề. Như cái sản phẩm Snell bên công ty ông Mỹ thì xài được khi có tôm, cái đó là khẳng định. Tôi đã hướng dẫn rất là nhiều ao trên dưới năm khoảng 10 năm nay là sử dụng cái sản phẩm này, đặc biệt vào cái mùa thời điểm này là bà con thường có liên hệ đến cái sản phẩm diệt ốc. Thì cái đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã hướng dẫn bà con ở khu vực Cà Mau là trên dưới khoảng 10 năm nay. Thì cũng xin chia sẻ với quý bà con đang xem để biết. Còn nếu mà chưa có gõ thì bà con cứ
cứ điện thoại trực tiếp về số hotline của công ty hoặc là số số điện thoại của tôi ở khu vực tỉnh Cà Mau, thì có những cái kinh nghiệm đó đó tôi xin chia sẻ với bà con. Thì cũng một số tỉnh thì công ty cũng có một số anh em ở mỗi tỉnh, thì có một số anh em mỗi tỉnh có một chuyển dùng phụ trách về cái vấn đề kỹ thuật về kinh doanh, thì anh em cũng có rất nhiều kinh nghiệm xử lý. Thì cũng xin giới thiệu đến quý bà con, thì một số anh em sẽ tiếp lại tôi về cái kinh nghiệm của những anh em ở những tỉnh khác. Mai Khoa nhắn tin anh Ri kêu đổi chỗ, kêu anh Ri lên lấy mic tôi nói này. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trường, kỹ sư trưởng ở khu vực Cà Mau. Thì tiếp sau đây em xin mời anh Đỗ Trần Sơn, là chuyên gia đến từ khu vực Tiền Giang, Long An, cũng là một người có đã có hơn 10 năm tâm huyết với nghề nuôi tôm của chúng ta. Thì anh Sơn ơi, anh Sơn có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái kinh nghiệm thực tiễn của anh trong cái quá trình mà mình diệt các con giống như là ốc đinh, dòm xanh và hai mảnh nói chung, trong quá trình nuôi tôm thì mình diệt như thế nào anh Sơn? Dạ. Cảm ơn Duy, nhưng mà không nghe rõ. Dạ, em nghe rõ đó. Anh Sơn giới thiệu cho anh Sơn cũng như chia sẻ cho mọi người đến Sơn. Dạ. Dạ, cũng lời đầu tiên Sơn xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý anh em công ty Ông Mỹ và quý bà con đang xem cái chương trình livestream của công ty. Ai sẽ hỏi, bà con hỏi ai sẽ trả lời. Thì Sơn tên đầy đủ là Đỗ Trần Sơn. Sơn phụ trách thị trường Tiền Giang, Long An và Nhà Bè, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay có cái cuộc chia sẻ với bà con về vấn đề ốc đinh và những con hai mảnh vỏ như là hến, hào chỉ, chém chép, xương mít. Thì riêng cái vùng của Sơn thì Sơn có một vài cái kinh nghiệm của bà con ở đây là xử lý cái ốc đinh và những con hai mảnh trong khi nước ao chưa có thả tôm và cái nước để lại từ vụ trước. Thì cũng xin chia sẻ với bà con này cách xử lý ốc đinh và còn những con hai mảnh trong cái trường hợp mà nước cũ để lại. Tại vì đặc thù cái vùng này thì 6 tháng nắng, 6 tháng nước ngọt và 6 tháng nước mặn. Nên sau khi bà con mà anh nuôi cái vụ thứ nhất thành công xong thì thường để nước lại để dành cái lấy đồ mặn để nuôi tiếp vụ 2. Thì khi để dành nước như vậy ở trong ao lắng hoặc trong ao nuôi thì cái vấn đề ốc đinh và những mảnh con mảnh ốc hai mảnh nó sẽ sinh ra rất là nhiều. Thì Sơn sẽ chia sẻ với quý bà con cái cách mà xử lý cái ốc đinh và những con hai mảnh vỏ như sau. Thứ nhất thì trước khi là mình xử lý cái ốc đinh và hai mảnh vỏ thì đầu tiên là mình phải hạ phèn trước. Tại vì tại sao phải hạ phèn? Tại nếu chúng ta hạ phèn trước á, thì sẽ giúp cho cái hiệu quả của sản phẩm snail diệt ốc nó sẽ được hiệu quả cao nhất. Trước khi diệt ốc đinh thì ngoài cái mà chúng ta hạ phèn thì chúng ta nên, nếu mà trong ao tôm có những con mà giáp sát như là, thì chúng ta phải tiến hành diệt những con giáp sát trước và những con cá bống trứng hoặc là những con tôm trong đó, thì chúng ta kết hợp là dùng saponin để diệt cá tạp. Thì trong quá trình, trong khi chúng ta diệt cá tạp bằng saponin thì chúng ta kết hợp, chúng ta dùng sản phẩm Snell của công ty Âu Mỹ. Chúng ta đây là sản phẩm đây đó, quý bà con nhìn thấy rõ không đó, thì chúng ta nên kết hợp cái sản phẩm này. Thì buổi sáng chúng ta đang diệt cá tạp bằng saponin, thì buổi chiều chúng ta kết hợp là đánh Snell để diệt ốc đinh và những con hai mảnh. Thì để mục đích tại sao chúng ta phải làm như vậy, để tăng cái hiệu quả cái sản phẩm của chúng ta lên, và khi chúng ta diệt như vậy thì nó sẽ chết được nhờ rất là tốt. Thì trong khi chúng ta xài thì lúc đó thì ao đang có nước rất là nhiều, nên chúng ta kết hợp phải là dùng quạt liên tục đó. Thì và cái liều dùng á, thì để diệt ốc đinh và hai mảnh vỏ thì chúng ta nên dùng, tại vì chưa có tôm nên chúng ta nên khuyến cáo bà con nên dùng cái liều là một gói 200 gram, chúng ta đánh cho 300-500 khối nước đó, khi chưa có tôm. Thì để mục đích là để cho chúng ta diệt được hết những con ốc đinh và những con hai mảnh.
triệt để trong quá trình vụ nuôi chúng ta nuôi thì không phải bận tâm về nó nhiều. Thì sau khi đánh khoảng 2 tới 3 ngày thì ốc nó sẽ chết và có hai mảnh sẽ chết. Thì chúng ta tiến hành là giải độc nước nó. Thì bên công ty Âu Mỹ cũng khuyến cáo bà con nên dùng cái sản phẩm ZAM giải độc nước để chúng ta giải độc cái những cái độc tố trong nước và những cái sản phẩm mà như saponin hoặc là chúng ta diệt cá tạp hoặc là những con bóng trứng vậy đó, những con tôm trong đó, thì chúng ta dùng cái sản phẩm ZAM để kết hợp chúng ta giải độc nước. Và sau khi giải độc nước xong thì chúng ta khi có ốc nó chết thì nó sẽ dây ra khí độc và chết dơ ở dưới đáy, thì chúng ta nên dùng kết hợp thằng gieo lai hạt kết hợp với yuca đó, chúng ta trộn vào và chúng ta đánh rải đánh bằng ngày để cho nó hấp thụ được những cái chất dơ và những con ốc hến khi nó chết ở trong ao. Và sau khi đã làm xong những cái vấn đề đó xong thì chúng ta tiến hành những cái bước tiếp theo là chúng ta diệt khuẩn hay là chúng ta nâng kiềm gây mọc, đó là những cái mà chúng ta nên làm tiếp theo sau khi đã diệt xong ốc đinh. Đây là cái cách mà Sơn đã chia sẻ và cũng đã làm hơn chục năm nay ở cái vùng Tiền Giang Long An và Nhà Bè Cần Giờ để giúp cho bà con xử lý cái ốc đinh và những con hai mảnh trong khi cái nước mà chúng ta để lại và chúng ta để chúng ta thả tôm cho nó được tốt hơn. Thì ngoài ra có thêm một cái con ốc chỉ, hào chỉ, con hào chỉ. Thì con hào chỉ này thì chúng ta bên công ty Âu Mỹ có thêm một cái sản phẩm đặc biệt để dành cho hào chỉ là sản phẩm ZDDT. Sản phẩm này khuyến cáo bà con dùng khi chưa thả tôm. Thì cái hào chỉ này, diệt hào chỉ này thì nó sẽ tăng cái hiệu quả rất là cao. Đó là sản phẩm ZDDT nó kết hợp. Đó là cái Sơn cũng đã chia sẻ xong cái vấn đề về diệt con ốc đinh và hào chỉ trong cái ao tôm mà giữ nước lại để thả tiếp theo. Thì cũng xin cảm ơn quý bà con và quý anh em đã lắng nghe. Nếu có gì thắc mắc thêm thì quý bà con xin gọi qua số điện thoại của công ty, hotline của công ty hoặc là số trực tiếp của Sơn là số 0977 035 238 để được tư vấn và hỗ trợ để bà con diệt ốc đinh và những con hai mảnh được hiệu quả tốt nhất. Và xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại quý bà con. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Sơn. Về kinh nghiệm cũng như là những thực tiễn mà anh đã áp dụng ở khu vực Tiền Giang, Long An. Thì tiếp theo đây thì em xin mời chuyên gia Lê Trung Thực là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Âu Mỹ sẽ có đôi lời nhận xét cũng như là cho bà con chúng ta hiểu sâu hơn về hai sản phẩm mà hiện tại là đang rất được ưa chuộng ở thị trường của chúng ta, đó là Snell và Super DRT chuyên diệt ốc trên ao Quảng Canh. Dạ, em xin mời thạc sĩ Lê Trung Thực ạ. Dạ. Xin chân thành cảm ơn Duy. Chúc cho quý bà con một ngày thứ bảy được vui vẻ và an lành hạnh phúc. Thì với bà con thì cái Snell thì chuyên cho cái vấn đề bên công nghiệp. Còn cái Super DGT thì chúng ta sử dụng cho quảng canh cái tiếng đó. Thì cái sản phẩm bà con mà sử dụng á, mà hai cái sản phẩm này chúng ta lưu ý á, thì nó là cái về nếu như mà chúng ta tạc mà chúng ta sử dụng trong cái xô hoặc là những cái thiết bị mà nó có hương có mùi đó, thì cái con ốc đinh đó nó bị đóng mài lại và nó nghe rất là nhạy về cái mùi, cho nên nó là chúng ta không có sử dụng những cái xô các thiết bị nào mà nó có cái mùi gì đó khác biệt. Ví dụ như chúng ta lấy cái xô xe tạc hay là gì đó thì chúng ta đựng vào thì chúng ta hoặc là cà lo rồi đó thì chúng ta thấy là nó bị ảnh hưởng cái mùi, cho nên là nó sẽ đóng mài lại, là nó giảm cái tỷ lệ chết của nó đi. Trên cơ sở cái sản phẩm này cần đánh cà là càng cần về cái việc là khả năng phân tán nó lơ lửng trong nước càng lâu chừng nào tốt chừng đó, cho nên đó là một số cái chúng ta nếu mà quảng canh á mà thì chúng ta tạc thuốc áo hoặc là chúng ta pha với sình đồ này kia chúng ta tạc đó, thì chúng ta có thể là một số cái ao mà chuẩn bị cải tạo đó thì chúng ta lấy cái máy chúng ta chạy xung quanh vuông mình đó, thì nó lơ lửng vậy đó thì nó sẽ chết nhiều hơn.
Đó, còn riêng cái ao công nghiệp đó, thì chúng ta có chạy quạt đó. Đó thì nó sẽ tăng cái khả năng chết nhiều hơn, phân tán đó thì nó chết đó. Thì chắc chắn một điều là các bạn biết là các cái chuyên gia đã chia sẻ rất là đầy đủ, hay rất là đầy đủ về cái sản phẩm và việc công dụng cũng như là đánh liều, rồi cũng như là ứng dụng của nó. Tuy nhiên là chia sẻ thêm với bà con là những cái ao mà có ốc đinh đó, hoặc là hai mảnh hay là những cái hào chỉ đó, thì mình thấy cái ao đó nó biến động rất là nhiều và nó lấy kiềm rất là nhiều, cho nên đa số những cái ao đó đó là rất khó nuôi, rất khó nuôi. Cho nên trong hình như là nuôi là nó bị lên bị xuống hoài à. Đó, cho nên là cái quy trình của mình đưa ra, nếu mà ao công nghiệp á thì mình có đề xuất một cái quy trình là chúng ta sử dụng cái lọc. Chúng ta làm cái lọc rất đơn giản, khoảng 10 đến 10 15 triệu thôi. Lọc giống như là lọc nước, nhưng mà chúng ta bỏ bớt một số các cái thiết bị, các cái vật liệu trong đó để chúng ta làm đơn giản, và chúng ta sử dụng ánh nắng mặt trời để chiếu phân hủy. Đó, thì qua một cái lọc rồi chúng đưa vô cái ao lắng rồi để một cái thời gian, hoặc là qua lọc chúng ta có thể đưa sẵn vô cái ao nuôi luôn. Đó thì mình có làm một cái hệ thống lọc đó, mà những cái vùng sâu vùng xa nước tù đa số là tồn động những cái hai mảnh cũng như là hào chỉ rất nhiều, chúng ta phải qua lọc. Đó là cái quy trình của chúng ta, mà làm sao cũng hạn chế chi phí cho bà con để chúng ta đưa qua lọc và chúng ta đưa nước xuống luôn, thì nó sẽ hạn chế được chứng ký sinh trùng tất cả những cái hai mảnh, gần như là rất là tốt. Đó, chia sẻ bà con như vậy, xin chân thành cảm ơn với bà con. Dạ, em xin cảm ơn những góp ý cũng như những lưu ý sau khi sử dụng diệt ốc của thạc sĩ Lê Trung Thực. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba của chương trình. Thì trước trong quá trình diệt ốc thì chúng ta đã trải qua rồi, như vậy thì sau cái quá trình diệt ốc thông thường thì chúng ta nên làm gì để có thể là giảm được những cái ảnh hưởng của ốc đinh sau khi diệt đến với ao nuôi cũng như là đối với con tôm trong ao của chúng ta? Thì em xin mời anh Trường, anh Trường có thể chia sẻ cho em cũng như là bà con được biết thêm không ạ? Em mời anh Trường ạ. Xin kính chào quý bà con. Thì để mà giảm cái tăng cường cái sức khỏe của con tôm sau khi mà mình diệt ốc thì tôi cũng có mấy cái lưu ý như thế này. Thì sau khi mà mình tiến hành còn hai mảnh vỏ ốc đinh trong cái ao bạc của mình á, thì bà con nên chuẩn bị một cái lượng nước để mình tiến hành thay nước để cho cái lượng thuốc á nó còn dư trong ao á, nó sẽ lội ra ngoài tốt, thay nước cho nó lỏng ra. Đó là một cách. Còn cách thứ hai á là sau khi mà mình xử lý thuốc để diệt con hai mảnh vỏ con ốc đinh trong ao, thì bà con nên tiến hành tăng cường cái sức đề kháng của con tôm lại, là mình sẽ sử dụng cái vi sinh liều cao, cái liều cao để thay vì bình thường á mình đánh, ví dụ mình đánh một gói vi sinh, dạ alo, thì mình bây giờ mình đánh có thể là mình đánh hai gói để cho cái môi trường nước nó màu tốt. Ủa, tới luôn rồi hả? Thì cái đó là cái đơn bao nhiêu hả anh? Đơn bao nhiêu? Trong cái sức khỏe của con tôm á. Dạ dạ vâng, để em gọi người xuống lấy. Tên Huyền. Tăng cường cái men tiêu hóa lại cho cái đường của con tôm, là tăng lên cái. Thứ ba là bà con nên tăng cường chạy quạt nhiều lần, và oxy là nên mở sớm hơn so với cái bình thường của mình. Thì oxy đáy thì trong quá trình nuôi công nghiệp á, nuôi ao bạc á, thì mình chạy liên tục như hệ thống quạt á. Chị ơi, xuống lấy hàng cho em với 208. Mở hết hệ thống quạt mình trong mua áo. Thời gian nó sẽ nhiều so với cái thời gian mình chưa dị ốc. Thế chị xuống đi, chị bảo em để em chuyển khoản cho chị kia.
chia sẻ với bất động thì cái ao đất thì mình cũng làm như vậy, mình tăng cường ông chủ giao giữa chung cư để vệ sinh ra ngoài môi trường. Ông kêu anh xuống á, kêu cái cây cây nước á, cây đúng rồi, anh để chỗ hầm giữ xe chưa quá rồi trong đường ruột có con tôm cho nó để em gọi lên. Nó chị mang xe điện thoại nhá, con tôm nó sẽ mau khỏe lại. Thì xin chia sẻ với bà con những cái kinh nghiệm như vậy. Thì sau khi quá trình mà xử lý việc hai bên giỏi được trong ao tôm. Dạ em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trường. Thì tiếp để tiếp lời cho anh Trường. Thì em xin mời anh Cảnh là chuyên gia cũng như kỹ sư trưởng ở khu vực Trà Vinh, đúng đồng rồi, thời đúng thì cũng là đang rất là thành công trên tại dạ, chính cái ao nuôi của nhà mình. Tiền thì anh Cảnh đây có thể chia sẻ cho em cũng như mọi người biết là thông thường thì sau cái quá trình diệt ốc á thì mình cần làm những gì để mình đảm bảo được môi trường tốt rồi cho ao nuôi cũng như là tôm trong ao ạ. Dạ giờ em chuyển nè để em gọi chị chủ. Rồi em cảm ơn chị, em nhận hàng em chuyển. Cảm ơn anh em. Như chia sẻ chỗ anh Trường Minh Sơn cũng như là chỗ Ship Thật dạ, thì nó cũng đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ mình chia sẻ thêm một ít kinh nghiệm về cái vấn đề giải quyết đó. Thứ nhất là mình chia ra, bây giờ mình nói lại vấn đề chỗ ao bạc á. Thì khi mà mình bơm nước qua túi lọc xử lý rồi thì cái sản phẩm này không cần phải ngừa. Tức là cái con này á, nó có thể là nó qua cả cái túi lọc CP anh nó dẫn lọt ra trong đây. Nhưng mà khi á, mình bơm nước vô mình không ngừa, tức là nó còn đang ở cái giai đoạn là trứng thì nó không chết. Nếu cứ nuôi bình thường khi nào xuất hiện thì mình hãy xử lý, trong ao nuôi vẫn được. Nhưng mà khi nó xuất hiện nó thành con rồi á, mình xử lý lúc đó mới hiệu quả. Còn khi mình lấy nước vô, mới ban đầu tiên mình bơm nước vô ao nuôi thì không cần phải ngừa trước. Khi mà đang trong giai đoạn nuôi mà bà con thường xuyên á, mà gặp cái vấn đề mà ký sinh trùng hoặc là khuẩn mà mình diệt hoài không hết, nó cứ tới đi tới lại hoài, thì bà con nên kiểm tra lại cái hệ thống ao sẵn sàng hoặc ao xử lý của mình. Thường á, là nếu có xuất hiện những cái con này thì cái ao nuôi của mình thường là mình cứ diệt khuẩn rồi nó tái đi, là vấn đề do ở ngoài này nó có rất là nhiều cái con hai mảnh vỏ này, nó mang cái khuẩn và ký sinh trùng rất là nhiều. Cho nên á, khi mình diệt trong ao rồi mình thay nước một hai lần nó lại mang những cái khuẩn và ký sinh trùng lại. Thì cái đấy bà con nên kiểm tra lại cái hệ thống nước, nếu mà nó có những cái con này thì mình diệt lại một lần nữa để cho cái vụ mùa nó dễ quản lý trong cái ao nuôi của mình. Đó là trên hệ thống ao bạc. Còn bây giờ mình nói về ao đất có bao nhiêu người đang xem thì cách xử lý với lại là bây giờ mình nói về vấn đề ngừa thôi. Như anh Trường với lại chỗ anh Sơn á là xử lý là giải độc nước này kia nó quá đầy đủ rồi. Nhưng mà mình nhắc thêm, đêm nay mình diệt ốc hến ban đêm thì ngày hôm sau, tức là giai đoạn trong có tôm, thì bà con cố gắng là cắt cử nguyên một ngày sau, không cho ăn, không cho thức ăn chế biến, cắt cử nguyên một ngày luôn, cứ chạy quạt suốt và làm cái giải độc nước với lại yuca men như anh Sơn đã trình bày lúc nãy. Ngày sau mình sẽ không cho ăn thức ăn chế biến. Qua ngày thứ hai á, bắt đầu mình cho ăn cái lượng 50% thức ăn mình sử dụng, giảm xuống còn 50% thôi. Nhưng mà trong đó mình bổ sung những cái loại men tăng liều, có thể là gấp 2, gấp 3 lần. Men tiêu hóa hoặc là sử dụng lại cái sản phẩm Rodutinet để mình ngừa là cái hiện tượng là nó khi mà con tôm nó ăn những cái thịt, những cái ruột của hai mảnh vỏ đó nó chết thì dễ xảy ra cái đường ruột, thì mình sử dụng lúc đó là mình tăng cái hệ men vi sinh trong đường ruột con tôm lên càng nhiều càng tốt, bằng cách là mình trộn cái men tiêu hóa nhiều vô khẩu phần thức ăn. Sau khi nếu mà bây giờ mình nói thêm, khi mà mình sử dụng hiệu quả thì khoảng ngày thứ ba là cái ao nước của mình nó có thể là nó chuyển sang cái màu xanh, kể cả ao bạc hoặc ao đất, thì lúc đó mình đánh giá là chất lượng là nó đã chết rồi. Cái đó bà con không cần phải vội vàng mà mình lại đi cắt tảo, cứ bình tĩnh mà mình sử dụng men. Nhân sinh khối với mặt đường mình đánh 2-3 ngày liên tiếp sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Bà con cứ từ từ, không phải nóng vội gì mà để giải quyết với cái tảo này, cứ bình tĩnh sử dụng men từ từ nó sẽ giảm được cái tảo và nó tăng cái mật độ vi sinh lên, thì nó sẽ khống chế được cái tảo trong ao.
Thì đó là những cái mà mình chia sẻ kinh nghiệm của mình, thực tiễn mình đã làm trực tiếp trên ao nuôi của mình cũng như hệ thống khách hàng ở cái tỉnh Trà Vinh này. Thì mình chia sẻ bấy nhiêu, xin cảm ơn ạ. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Cảnh. Thì tiếp sau đây thì em sẽ xin được phép là quay trở lại với anh Sơn về khu vực mà có cái điều kiện thời tiết hơi đặc biệt chút xíu, đó là 6 tháng nắng và 6 tháng mưa đó. Thì đối với khu vực của mình thì thông thường sau quá trình diệt ốc thì thường anh Sơn sẽ làm gì để đảm bảo tốt được cái môi trường cho ao nuôi của mình ạ? Em xin mời anh Sơn ạ. Alo. Cảm ơn gì? Thì cũng kính thưa anh em, kính thưa quý bà con. Nói chung là miền Tây chúng ta thì 6 tháng nắng, tháng mưa, chứ không phải là riêng gì Tiền Giang, Long An. Nhưng mà Sơn muốn nhấn mạnh cái điều đó tại vì bà con mình muốn giữ cái nước có độ mặn để mình xài tiếp cho cái vụ tiếp theo thôi. Thì cũng rất cảm ơn Duy đã có câu hỏi rất là hay. Thì sau khi diệt ốc hến thì là hạn chế thuốc như thế nào trên đàn tôm của chúng ta? Nhưng mà Sơn xin cũng xin chia sẻ thêm trước là trước khi chúng ta diệt ốc đinh và hai con mạnh giỏ ở trong ao có tôm thì trước tiên là chúng ta phải làm một vài cái phòng trước cho đàn tôm của chúng ta. Tại vì sao chúng ta phải phòng? Tại vì ốc hến là những con tự nhiên và những con này thì cái một hồi nó rất là hấp dẫn hơn là những thức ăn công nghiệp. Và thứ hai nữa là những con ốc và những con hai mảnh giỏ này thì nó lại vô hình dung nó là đem theo rất là nhiều ký sinh trùng và những vi khuẩn không có tốt cho đường ruột của tôm. Thì khi con tôm chúng ta mà khi diệt ốc xong á thì hến xong á thì con tôm chúng ta sẽ ăn như con ốc hến này thì nó sẽ ảnh hưởng đường ruột. Nên đầu tiên khuyến cáo cho bà con là nên dùng cái bộ ba sản phẩm, đặc biệt là Rogenet và thằng sản phẩm F100 và sản phẩm Kim Thái và công ty Âu Mỹ, chúng ta nên ăn trước với cái liều gấp 3 lần là với cái liều phòng như bình thường chúng ta ăn, để cho cái đường ruột con tôm nó được bảo vệ trước, rồi sau đó chúng ta tiến hành chúng ta đánh diệt những con ốc và những con hai mảnh. Sau khi diệt ốc hai mảnh thì giống như là kỹ sư Trường đã chia kỹ sư Trường và kỹ sư Cảnh đã chia sẻ là chúng ta nên ngưng không cho ăn thức ăn, tại vì thực ra nếu có cho ăn thức ăn thì nó cũng không ăn được nhiều và sẽ dư ra dư đáy hơn, tại vì lúc đó nó sẽ bắt những con ốc và những con hai mảnh giỏ rồi. Thì sau khi đó là chúng ta kết hợp và chúng ta làm lại cái môi trường, chúng ta diệt khuẩn đó, có thể chúng ta dùng cái Nano 79 của công ty Âu Mỹ chúng ta diệt khuẩn thì nó rất là an toàn cho tôm. Và chúng ta kết hợp là dùng gel lai và Yuka để chúng ta khử cái dơ cái khi con ốc hến nó chết thì nó sẽ sinh ra khí độc, và sau đó chúng ta dùng men DGT của công ty Âu Mỹ chúng ta cấy men lại để giúp cho cái khuẩn có lợi, và hai nữa là giúp cho nó phân hủy tốt được cái những con ốc hến đã chết ở dưới đáy ao. Đó là cái cách mà Sơn hay thường dùng để mà khi chúng ta diệt ốc hến trước và sau trong ao nuôi tôm. Đó, xin chia sẻ đến quý bà con có những cái thông tin để bà con nắm rõ hơn khi chúng ta diệt ốc và những con hai mảnh trước và sau khi chúng ta diệt ốc để chúng ta bảo vệ cái đàn tôm chúng ta được phát triển như bình thường, chứ không để trường hợp mà chúng ta không có xử lý triệt để thì nhiều khi con ốc con tôm của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái đường ruột và sẽ không tốt cho đàn tôm. Vâng, xin cảm ơn quý bà con. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Sơn. Thì để tiếp theo cái phần chia sẻ của anh Sơn đó, thì em cũng muốn nghe cái phần chia sẻ của chỗ anh Lý Hớn, trưởng vùng cũng như là chuyên gia đến từ khu vực Sóc Trăng á. Thì ở khu vực Sóc Trăng mình trong cái quá trình mà mình diệt ốc thì mình có cái những vấn đề gì mình cần lưu ý chia sẻ đến bà con không anh Hớn? Em mời anh Hớn ạ. Xin chào Duy và anh em tất cả dùng và anh em Âu Mỹ và quý bà con nuôi tôm. Thì dùng Sóc Trăng thì em tên là Lý Hớn, phụ trách dùng Sóc Trăng. Thì trong vấn đề mà diệt ốc hai mảnh giỏ trong khi mà trước khi có tôm và sau khi có tôm, thì cái điều lưu ý thì thứ nhất là bà con phải trước khi sử dụng cái sản phẩm Chanel của công ty thì bà con nên thứ nhất là quan tâm vấn đề phèn.
Thứ hai là mật độ phân tán của thuốc, giống như nãy thạc sĩ Lê Trung Thực cũng đã chia sẻ với bà con. Thì cái thứ ba nữa là cái độ mặn, bà con cũng cần cái lưu ý cái độ mặn. Và cái thứ tư á là cái hiện diện cái ốc đinh, hiện diện cái hai mảnh vỏ như thế nào, mật độ dày hay thưa, và cái liều dùng cho nó hợp lý để mà quýnh đánh khi mà xử lý á, thì nó sẽ triệt để hơn. Thì cái đó là cái chia sẻ kinh nghiệm thêm. Còn vấn đề trong quá trình diệt hai mảnh vỏ trong có ao có tôm á, thì Sóc Trăng cũng đã làm được rồi. Thì có một số cái hộ nuôi đã liên hệ với tem của Sóc Trăng, cũng đã tới bà con để hỗ trợ cho bà con trong quá trình diệt. Và khi mà có tôm từ dưới 20 ngày tuổi thì đã thành công, và tôm chưa hiện đó diệt xong hiện hay chậm phát triển bình thường và xây về xây lớn bình thường, chứ không có hiện tượng là tôm sự cố khi mà diệt sản phẩm Chanel của công ty. Thì lưu ý thêm một cái nữa là thường thường á thì anh Trường Cà Mau cũng đã chia sẻ là loài hai mảnh vỏ thì nó hay có hiện tượng là nó sẽ trao đổi chất. Thì mình lợi dụng được cái vấn đề mà trao đổi chất này nè, thì mình kết hợp với một số cái vôi hoặc là gel hoặc là một số cái hoạt chất ở ngoài phim để mình trộn chung với sản phẩm này, để cho con hai loài hai mảnh đó, nó hấp thu được và nó sẽ trúng thuốc nhiều hơn. Thì cái đó là cái mà chia sẻ thêm với bà con. Thì không biết là quý bà con có cần hỗ trợ về vấn đề này thì trong vùng Sóc Trăng thì cứ liên hệ với Lý Hớn và tem Sóc Trăng để được hỗ trợ tận tình tận ao, để cho bà con có một cái vụ mùa bội thu, và giống như là trong cái quy trình nuôi của mình không còn sợ bị phân trắng hoặc là gan tị do cái mặt anh Hớn không chỉnh cam ghê quá. Cái mà chia sẻ thêm, cảm ơn quý bà con đã chú ý lắng nghe, và có anh em nào thêm hỗ trợ thêm á thì cứ chia sẻ thêm ạ. Hết mấy câu hỏi rồi ta. Em xin cảm ơn phần chia sẻ rất là dễ thương của anh Lý Hớn Hai Lúa. Thì để chốt lại các nội dung của cái chương trình gì tư vấn diệt ốc của ngày hôm nay á, thì em xin mời thạc sĩ Lê Trung Thực. Thạc sĩ có thể chia sẻ cho mọi người về cái quá trình trước và trong, sau cũng như là sau khi diệt ốc mình nên làm gì để tốt nhất trong cái ao nuôi, các ao nuôi mà theo mô hình sinh học mà thạc sĩ đang đứng quản lý không ạ? Dạ, em xin mời thạc sĩ ạ. Thì kính thưa với bà con, tất cả các anh em đã nói quá đầy đủ đó, thì các anh em đã nói ra đầy đủ dữ lắm rồi. Thì trong cái quy trình nuôi á, mình đã có nói rồi, có nghĩa là chúng ta khuyên bà con mình lấy nước vô đó là chúng ta cố gắng làm một cái hệ thống lọc. Ví dụ như chúng ta không còn tiền gì nữa nhưng mà đều là muốn nuôi tôm công nghiệp thì chúng ta lấy nước từ từ thôi cũng được, nó kéo dài ra, chúng ta bơm ống 90 thôi, kéo dài thời gian ra một chút xíu nhưng mà nó lại an toàn. Thì chúng ta nên xây một cái hệ thống lọc khoảng 1 mét hoặc là 1m2, và chúng ta chưa đưa cái cát ở nằm dưới, và chúng ta thiết kế cái đó thì để mình sẽ hướng dẫn chỉ cho bà con trên clip, hoặc là chúng ta có liên hệ tất cả kỹ sư đó, mình có trao cho các bạn để chúng ta thiết kế mà nó tiết kiệm. Đối với cái ao đất mà chúng ta đã hết tiền nhưng mà nói là kỹ sư vô rồi vẽ thêm nữa, nhưng mà tại sao? Tại vì mình đã nuôi rất là nhiều ao mà khi các bạn đã bị ốc đinh rồi á, các bạn sơn vét kỹ, các bạn làm vậy đó nhưng mà nó ém ở dưới đất á, rồi chúng ta cũng đánh tali rồi này kia tất cả thứ, nhưng mà không né được cái ốc đinh á thì các bạn biết là cái gì. Né được ốc đinh thì vô cái là cái con trứng là trứng cá, rồi con cá bóng đó, rồi né được cái trên con cá bóng thì nó lại vô cái là con hai mảnh, rồi cộng với cái con tôm chôn tôm chấu đó. Đó thì chúng ta không thể nào né được, cho nên nó là phải qua cái hệ thống lọc. Thì mình đã làm rất là nhiều ao cho nên nó là cái trải nghiệm với kinh nghiệm nó đã có. Thì cái việc đó chúng ta giả sử như vô con chấu, con tép chấu hay mà con tép chấu rồi thì nó là thuộc về cái con tôm, mà nếu gì con đó thì nó lại là chết tôm, chứ còn giờ gì sao được. Cho nên là chúng ta lại tốn tiền thêm, mà giả sử chúng ta đã bơm vô 4 ao, 5 ao rồi thì chúng ta làm sao? Không lẽ là rồi là cái mùa vụ chúng ta đã lỡ cỡ nữa.
cho nên chúng ta làm chắc một lần khoảng 10-15 triệu thôi là chúng ta làm được cái hệ thống lọc ở trên rồi, chúng ta bơm nước sông qua luôn cái lọc đó luôn, và chúng ta đã ngừa được cái rất là nhiều thứ. Cái việc đó mà chúng ta có thể là không cần sử dụng cái thuốc luôn cũng được đó, nhưng mà điều mà giả sử như nó còn đi nữa thì còn cái con hai mảnh thôi là rất là nhẹ nhàng, ví dụ vậy đó. Thì cái quy trình mà để cho làm sao mà để bà con mình thành công đó, làm sao để ngừa trước như vậy. Còn cái việc mà đã xảy ra rồi thì tất cả các anh em đã hướng dẫn cho bà con rất là tận tình và tỉ mỉ đó, mà đã có những con đó thì tất cả chúng ta biết là nó lấy kìm và khoáng trong đó, cho nên con tôm rất là eo ọt, và chúng ta xử lý càng sớm càng tốt, không để cho con tôm lớn. Và trong giai đoạn mà khoảng 35 ngày đó là tôm đã ăn được những con đó thì chắc chắn một điều các bạn là nó sẽ hư đường ruột, nó bị phân trắng, rồi có thể là những cái bệnh khác. Tuy nhiên là cái bệnh mà phân trắng đường ruột là rất là xảy ra khi có cái con hai mảnh và hào chỉ, hoặc là ốc đình và ao mà có hào chỉ là kìm đánh hoài không lên. Tôi có những cái ao, trong khi những cái ao đang làm đó đánh là chúng ta đánh có thể đều gấp đôi gấp ba lên bằng với cái một giọt, sau đó thì một hai ngày nó tuột lại. Và những cái ao như vậy con tôm chắc chắn một điều là không thành công, rồi gần như là như vậy, chúng ta phải diệt những cái con đó đó. Thì một số cái chia sẻ để chúng ta ngừa, phòng ngừa, cũng như là chúng ta làm thế nào để chúng ta có đem đến cái vụ mùa chúng ta thành công nhất. Đó là gì, chúc cho bà con mình nuôi tôm được thành công. Xin chân thành cảm ơn. Dạ em xin chào. Nhưng mà giả sử như nó còn đi nữa thì còn cái con trong hai mảnh thôi, lớp bà lên bằng với cái một giọt, sau đó thì một hai ngày nó tụt lại. Quan đến chủ đề ốc đinh thì ngày hôm nay cũng đã được các chuyên gia của chúng ta giải đáp cho bà con hết thảy những tất cả những câu hỏi. Thì để liên hệ về vùng Cà Mau thì bà con có thể gọi vào số hotline của anh Trường, đó là 0939 84 86 82, hoặc đối với khu vực Tiền Giang, Long An bà con có thể gọi vào số là 0977 035 238 để gặp anh Sơn. Còn để liên hệ công ty đặt câu hỏi cũng như là cần tư vấn vấn đáp về các vấn đề kỹ thuật thì bà con của chúng ta có thể liên hệ trực tiếp vào hotline của công ty là 0855 678 679, hoặc cũng có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage của công ty là công ty Âu Mỹ. Thì thời lượng của chương trình của chúng ta dành cho buổi trả lời ngày hôm nay cũng đến đây là hết rồi. Thì Âu Mỹ AEC xin chân thành cảm ơn những sự quan tâm cũng như là những câu hỏi bà con gửi đến cho công ty. Kính chúc bà con có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là hạnh phúc và an lành cùng gia đình. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào đúng khung giờ này vào thứ bảy tuần sau, 10:30 đến 11:30. Âu Mỹ AEC sẽ trở lại với bà con qua chương trình Bà Con Hỏi AEC Trả Lời. Dạ xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại ạ. Dạ. Nhắn tin anh Duy đến tắt máy tôi với bà. Nhắn tin anh Duy kêu lên cài đặt YouTube này với. Nhắn tin Zalo kêu anh Duy lên tắt máy cho tôi, tắt YouTube. Chào kết rồi nhắn đi và nhắn Zalo đi. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.